Nhân viên của bạn và họ là gì? Dành cho những đối tượng các bạn muốn biết xem duyên nợ của bạn và họ như thế nào. Tại sao các bạn cứ chia tay rồi quen lại? Cái gì thúc đẩy cho hai bạn đến với nhau? Và cái gì còn sót lại tồn tại âm ỉ mà thực sự nó ảnh hưởng đến mối quan hệ cả hai? Thì sau đây mình xin kết nối năng lượng với vũ trụ và rất biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Và mình chỉ nói theo những điều cần nói chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ bài này và hy vọng các bạn sẽ tìm thấy được thông điệp trong trải bài này ha. Và theo nghiên cứu của các nhà khoa học á, nói rằng có tới 50% tỷ lệ các cặp quay lại trở lại với nhau, bởi vì thường là quay lại với người cũ và cố gắng níu kéo quan hệ á, nó sẽ giúp cho các bạn sẽ tốt đẹp hơn, dưới điều kiện là cái người này đã học ra những bài học trong quá khứ và cả hai cùng phát triển. Thì sau đây là mình sẽ có những lá bài để chia sẻ với các bạn ha. Đầu tiên các bạn có lá bài Hiệp sĩ tiền. Kế đến nữa là các bạn có lá bài đầu tiên Hiệp sĩ tiền, Bay of One. Kế tiếp nữa là Hai tiền. Lá bài thứ tư, các bạn có lá bài The Tangent Man, treo lên lửng cành cây. Lá bài thứ năm có tám tiền. Lá bài cuối cùng có Ace of One. Bây giờ mình sẽ chia sẻ năng lượng của hai bạn ở tình hình hiện tại là gì. Và năng lượng này là đảo chiều, bạn có thể ở hàng trên hoặc hàng dưới tùy theo bạn. Và năng lượng đầu tiên mình lấy hàng trên là các bạn có lá bài Hiệp sĩ tiền. Và năng lượng của lá bài này giống như là cái việc bạn không muốn từ bỏ cái gì hết. Bạn rất bền bỉ theo đuổi cái mục tiêu của mình. Bạn có sức chịu đựng và khả năng các bạn có thể là chờ đợi hoài luôn cũng được. Bạn thấy là mình muốn cái gì là mình phải được cho bằng được, hạ quyết tâm có được mới được mà thôi. Bạn từ chối nhượng bộ, ngay cả khi bạn cảm thấy là mối tình này nó không có cứu vãn được. Và cũng hình như là các bạn không có nhận mình sai bao giờ luôn. Bạn thử hỏi xem là cái năng lượng này nó sẽ có ích cho bạn hay làm lọt tổn thương bạn, tổn thương người yêu bạn luôn. Và ở cái thời điểm này có vẻ như là các bạn đang bị tiêu xài quá mức, vấn đề tài chính của mình gặp trục trặc nha. Tại vì lá bài tại về Hiệp sĩ tiền này nó thường liên quan đến phần tài chính, dẫn đến bị bi quan thực sự về cái phần này. Và ở một số bạn, các bạn cảm thấy mình đang bị quá tải về mặt khía cạnh tinh thần rất là nhiều mà không biết lý do tại sao luôn. Là do ở giai đoạn này các bạn đang ở lưng chừng với cái việc phát triển bản thân mình. Nhưng mà các bạn phải biết rằng cái việc thay đổi là để tốt hơn, giúp chúng ta hoàn thiện. Còn về tình cảm, đây là một lá bài nói lên rằng cái sự trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên. Bởi vì các bạn lúc nào cũng muốn yêu mê đắm lãng mạn hết, và có quên rằng nó thực sự tình yêu cần sự hợp tác để cái vượt qua thử thách, xây dựng cho mối quan hệ được bền vững. Thì làm sao để cho bạn có thể sống tốt hơn, hai người có thể cùng nhau phát triển tình yêu, thì đây là cái điều phải cần đánh đổi để cho cái mình muốn và cái người ta muốn phải được dung hòa với nhau. Và năng lượng ở hàng thứ hai của họ là gì? Và năng lượng của họ mang một năng lượng của tuổi trẻ, một người rất thích những cái gì mới, chưa có suy nghĩ chín chắn và hay dễ mắc sai lầm lắm do cái việc thiếu kinh nghiệm của mình, cộng thêm cái khả năng là nóng nảy nữa. Do đó cái việc thể hiện cái tôi thái quá trong tình cảm cũng khiến cho hai bạn gặp trục trặc rất là nhiều. Một người thì thích yêu mê đắm tới tính là bạn, một người thì thích những cái mới, cái gì mà dính họ quá họ sợ lắm các bạn, họ sợ cái gì mà theo đeo bám lắm. Chính vì vậy mối quan hệ của bạn thiếu đi sự thấu hiểu và tính lâu dài. Mà nguyên nhân là do cái người này họ thích khám phá những cái gì mới, trải nghiệm tuyệt vời mà họ muốn có được, háo hức dữ lắm. Nhưng mà cái háo hức này, cái đam mê dữ lắm nhưng mà thiếu định hướng, khiến cho họ và bạn rút ngắn giai đoạn để cho mối tình này không được sự thấu hiểu thực sự. Có thể bạn thấy cái sự ngây ngô chân thành trẻ con của họ, bạn thấy họ dễ thương, bạn muốn yêu, nhưng bạn mong chờ một sự ổn định lâu dài thì có lẽ không có phù hợp lắm. Cái người này chưa có sẵn sàng cho hôn nhân lâu dài đâu, bởi vì họ còn ham vui, họ không ý thức được trách nhiệm và
bạn lại thích là có trách nhiệm. Do đó hai bên bị đối chọi với nhau rất là nhiều. Chướng ngại của mối nhân duyên này là bài hai tiền đại diện thì cho thấy các bạn đang ở trong giai đoạn phải cố gắng giữ cân bằng cái mối tình yêu các bạn. Bởi vì khi mà lá bài hai tiền này xuất hiện, nó nói rằng bạn quá bận rộn với công việc, quá với cái việc riêng của mình. Dường như trong suốt thời gian bạn quen với họ luôn, bạn có xu hướng ít quan tâm đến đối phương hơn trước, thậm chí là ngó lơ người ta luôn. Chính cái biểu hiện này khiến cho người đó cảm thấy tổn thương và cảm thấy bản thân của mình chưa thực sự là quan trọng. Các bạn cứ vùi đầu vào công việc, vào những cái việc làm của bạn, bạn không đủ thời gian để các bạn dành cho người yêu của mình. Hoặc là các bạn đang yêu cái người này mà các bạn lại nghĩ với người cũ hoài, bạn không có chắc chắn hoặc đưa ra khỏi là bạn đã quên người yêu cũ, bị những vấn đề cũ, người yêu cũ ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại của các bạn luôn. Điều này sẽ khiến cho cái người đang quen các bạn cảm thấy tổn thương, bởi vì bản thân họ thấy mình không thật sự là quan trọng đối với bạn. Lá bài treo lơ lửng trên cành cây đại diện cho năng lượng của họ, thì đây thực sự là một người rất khao khát có một mối quan hệ với người ở trong lòng. Có vẻ như là đối phương không quan tâm với họ cho lắm, bởi vì năng lượng lá bài trên thì tham công tiếc việc, bỏ bê tình cảm. Người ở đây thì trông chờ tình yêu, khao khát được đối phương quan tâm chăm sóc mà không có. Cái tình trạng tình yêu này treo lơ lửng giống như là cái họ hiện tại bây giờ. Họ giờ không biết là có quen nữa hay không, hay là được từ bỏ hay không. Tình trạng này không biết làm sao luôn. Rồi có những sự kiện ngoài ý muốn, họ muốn là họ khác đi sống, không muốn thua thiệt nữa. Muốn mình phải sống là không có bị tổn thương khi không được sự quan tâm từ người khác. Họ biết là mình phải bây giờ mình phải thay đổi đi. Nhiều khi họ muốn ngừng lại chia tay bởi vì họ muốn bạn phải thay đổi. Họ muốn bạn phải tách ra khỏi mình với vấn đề công việc để có thời gian để hai người thật sự tập trung cho tình cảm này. Thật ra lời khuyên của lá bài cũng mong là họ hãy đừng có treo lơ lửng vậy nữa. Hãy xuống đất đi, hãy thoải mái hơn một chút. Hãy kiên nhẫn trải qua cái giai đoạn này đi. Sớm muộn gì họ cũng sẽ có câu trả lời cho họ, chứ không phải mà treo lơ lửng cho mối tình mà cứ đến rồi đi như vài hoài cũng không được. Và ở hàng cuối cùng là cần phải làm gì cho mối quan hệ này có kết quả tốt đẹp, thì các bạn có lá bài 8 tiền. Thật sự, nếu mà trong mối quan hệ thì các bạn đang tồn tại một số khoảng cách, sự khác biệt làm cho hai người tình cảm càng ngày càng đi xuống. Điều này cần phải cải thiện bằng bạn cần phải kiểm soát là công việc của mình, kiểm soát tốt tình yêu và cái tôi của bạn. Đồng thời cũng phải cùng người yêu mình vượt qua giai đoạn khó khăn này để hai bên có thể là bên nhau được lâu dài. Bởi vì cho bạn làm việc nhiều quá, nó khiến cho các bạn không có chú tâm đến người yêu của mình. Vấn đề ở đây là bạn cần phải bớt bận rộn lại. Bởi vì cái gì cũng vậy, phải có sự đánh đổi hy sinh. Khi mình tập trung vào tiền bạc và công việc thì tình yêu của mình nó sẽ không được tốt đẹp. Mình muốn được yêu thì mình phải yêu, thì người ta mới yêu mình. Thật ra mọi thứ đến từ cái việc khối lượng công việc quá lớn của bạn ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm của cả hai. Không thể cân bằng, không có đủ thời gian cho tình cảm. Một lời nhắc nhở vì phân chia thời gian sao cho hợp lý, cân bằng giữa việc đời tư và việc làm của mình. Đừng để bị ảnh hưởng các bạn. Bởi vì một cái mối quan hệ gắn bó lâu dài sẽ rất là khó khăn nếu bạn cứ chìm đắm mãi trong những nhiệm vụ, công việc, những việc ở ngoài xã hội mà không quan tâm chăm sóc cái người yêu của mình. Bởi vì trái ngọt nào cũng cần phải có sự đánh đổi và hy sinh hết đó. Tình yêu phải khó khăn, phải kiên trì thì mới có hạnh phúc bất ngờ đến mới được. Và ở đây ở một số bạn cho thấy là cái sự cầu toàn của bạn đã trở thành rào cản của bạn đối với tình yêu của mình. Khi bạn cứ muốn cái này kia phải đúng như bạn vậy á, khiến cho người yêu của mình ở bên cạnh cảm thấy là mệt mỏi lắm. Mà không khi họ lại khao khát được bạn yêu thương chăm sóc bạn. Bạn không có làm gì cho người ta, bắt người ta phải có tham vọng, bắt người ta phải công việc, bắt người ta phải làm việc, bắt đủ thứ hết, không thấy yêu chỗ nào, không thấy mình thể hiện tình yêu đối với họ gì hết trơn à. Thật ra ở đây cái thông điệp nó mong bạn hình như chưa có sẵn sàng để làm cái gì đó cần thiết để duy trì cho hạnh phúc, một mối quan hệ thực sự đủ đầy. Các bạn hãy nên suy nghĩ lại về điều này, bởi vì tình yêu không phải là cái bãi gửi xe, muốn ra vào tùy ý là không được. Các bạn phải nên xây dựng tình yêu
một cách nghiêm túc nhất. Để có một cuộc sống hạnh phúc, bạn phải tự kiểm soát cái phần của mình đó. Về trong cái chương trình tình yêu này, mình đã làm tốt những gì cần cho tình yêu hay chưa. Sau đó bạn hãy xem xét lại những biến xung quanh, chứ đừng bao giờ đổ thừa là tại họ như vậy, tại họ như vậy, mà bạn không thấy được cái lỗi mình trong đó. Đây là một cái điều bạn đừng có nên đứng một chỗ mà nhìn cái bức tranh toàn cảnh. Hãy nhìn mình trước, sau đó nhìn người khác để mình biết là mình phải nên làm gì, phải bắt tay vào để giữ cho mối quan hệ này hạnh phúc, chứ không phải lo công việc, cũng không phải là phớt lờ người ta nữa. Đây là lúc mình phải nỗ lực cho tình yêu này. Và năng lượng của cái người này để thực hiện được mối quan hệ này có thể tốt hơn thì chính họ phải trải qua cái quá trình phát triển bản thân của mình. Bởi vì họ cần phải học hỏi rất là nhiều. Năng lượng của họ còn trẻ quá, họ chưa có trưởng thành. Họ cần phải thấy là bắt đầu những cái mối quan hệ yêu đương, họ nên phải đối mặt với những cái khó khăn, những cái trở ngại và những cái việc là vun đắp cho tình cảm của cả hai. Bởi vì họ chưa có sẵn sàng để làm cha, làm mẹ hoặc là bước vào mối quan hệ. Và họ mong là họ biết là phải suy nghĩ trước khi nói, biết lắng nghe đối phương, tức là bạn á. Tại vì việc hiểu lầm sẽ dễ xảy ra lắm, bởi vì cái sự không biết lắng nghe sẽ khiến cho mối quan hệ cả hai rất là khó khăn. Mọi thứ đối với họ là cần phải học nhiều hơn để họ phát triển được. Họ cần kiểm tra lại những cái tiềm năng và tự tin nhất để có thể tiến tới mối quan hệ các bạn. Bởi vì họ phải dám vượt qua cái giới hạn của mình, phải biết tiến tới bạn nhiều hơn, khẳng định cái vị thế của họ đối với bạn. Cái này là họ muốn chứng tỏ họ trưởng thành hơn thôi. Nhưng mà cái năng lượng của người này còn quá trẻ để họ có thể tiến vào tình yêu. Bởi vì có thể đây là một cái vì ham mê cái phần thể xác, sự hấp dẫn nhiều hơn. Có phải họ đang nôn nóng về cái vấn đề này không? Giữa một sức thu hút giữa hai bạn là có, nhưng mà cho thấy là đơn thuần chỉ là hấp dẫn về mặt thể xác thôi. Khi mà hai bạn có khả năng chấp nhận nhau á, có thể chấp nhận sống trong những cái mối quan hệ có sóng gió, biết phát triển nhau cùng nhau á, phải vượt qua những cái thời gian mà sóng gió mãnh liệt á, thì chắc chắn thì không biết là hai bạn có vượt qua được hay không. Mình tin là bạn vượt qua được, nhưng mà họ chắc cũng chưa có đủ trưởng thành để có thể vượt qua được. Và mối nhân duyên của hai bạn là gì? Là hai bạn cùng có một cái khái niệm tích cực là làm việc chăm chỉ và tìm kiếm thành công. Các bạn muốn phát triển nghề nghiệp của mình, muốn mình phải có kế sinh nhai, có tài chính vững chắc. Và có dấu hiệu hình như là bạn đã trưởng thành hơn, bạn đã học được những gì trong quá khứ rồi. Kinh nghiệm của bạn giúp bạn phát triển rất nhiều trong cuộc sống. Và họ thì họ có một năng lượng trẻ, họ sáng tạo và rất là tiềm năng. Họ muốn chinh phục tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ chỉ là khởi đầu mới với họ mà thôi. Nhưng mà để trả lời cái duyên nợ này có thành hay không á, thì thực sự năng lượng hai bạn rất là hợp nhau luôn á. Hai bạn kết hợp với nhau mang tính khẳng định mạnh mẽ cho việc là có thể đến với nhau. Xin chúc mừng cái trải bài của các bạn ha. Và thông điệp sẽ mạnh hơn nếu như các bạn thuộc cung kim ngu, xử nữ hoặc là ma kết. Và các bạn thuộc nhà cung lửa như là sư tử, nhân mã và bạch dương. Số may mắn của bạn là số 8 và số 1. Thêm số 2 nữa nha các bạn. Và mình sẽ có một cái trải bài, cái điều ẩn giấu sau lời họ muốn gửi các bạn là gì. Thì mình sẽ post vào tối hôm nay. Và các bạn nhớ đón xem ha. Và nếu như các bạn xem này trễ thì mình sẽ để link ở bên dưới và các bạn có thể xem nếu các bạn xem sau ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh. Mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình
và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.